khá là đơn giản ha, khá là đơn giản, không có gì là cầu kỳ, nhưng mà dùng để sạc một cell á thì mình nghĩ là vẫn được. Nhưng mà cái thông số mà ra 1.000 mA này cũng đáng khá là nghi ngờ ha, cũng khá là nghi ngờ thông số này. Mình nghĩ nó ra khoảng 500 thôi, mình nghĩ mình đoán là vậy đó. Chào bạn, hôm nay mình giới thiệu bạn một cái mạch, cái cục sạc chuyên chuyên dùng để sạc cell pin laptop các bạn. Đây thì cục sạc này đây, nó rất là nhỏ gọn ha, đây vừa vừa với một cell luôn ha, vừa với một cell luôn, mình gửi ra đó. Thì đâu này sẽ cực dương ha, đây là dương nè, đây là dương và cái này là âm, này là âm ha. Đây có một cái bóng led báo ở đây đó. Cái này người ta ghim thẳng vào ổ điện luôn để đo để sạc luôn đó. Không cần qua cái trung gian gì hết đó. Đây thấy không đó. Thì đây là cái thông số của nó, bạn thấy nè, đây đây là sạc Leon modem NTG088 nè. Thì nguồn vô sẽ là AC từ 100 đến 220 V, cục ga là 3,7 V 1.000 mA ha. Thì khi đầy á, sẽ là 4,2 V, khi đầy sẽ là 4,2 V này đó. Mình sẽ sạc thử cho các bạn xem luôn. Thì chúng ta sẽ gắn cục pin vô. Đây mình để mình đo thử cục pin này hiện tại nó bao nhiêu volt ha. Mình đo thử cục pin này hiện tại nó bao nhiêu volt. Đo thử coi. Pin chết rồi, pin này chết các bạn, pin này chết hàng chi nó không có cục miếng von nào cả nè, thấy không? Pin này chết rồi, nên mình lấy cục pin khác. Lấy cục pin khác nào, pin nào cho nó thử cục pin này coi. Đây cục là 4,2 12 V, cũng đều cũng đầy luôn các bạn. Cục này cũng đã muốn đầy luôn rồi. Thôi kệ để mình hết giờ hết hết pin để kiểm rồi. Mình thử cục này luôn ha, thì mình sẽ gắn vô. Thì chân âm sẽ lại ở dưới này. Đây. Chân dương là cái đầu này sẽ là ở trên. Đó, bạn khi gắn vô cái đèn nó sáng xanh như vậy nè. Đó, đèn sáng xanh nè. Rồi để mình gắn vô cục sạc, mình sạc thử cho mọi người xem luôn ha. Thì nó sẽ ra màu đỏ. Đây. Sạc có đèn màu đỏ, khi nào đầy sẽ là màu xanh ha, khi nào có bờ cái pin đầy á thì đèn sẽ báo màu xanh cho các bạn ha. Mình sẽ tiến hành tháo bên trong ra luôn, coi bên trong có gì cho anh em coi coi nó có ổn không nha. Mình tháo ra luôn, mình cũng chưa tháo đèn nào, thử coi bên trong có gì. Hay gì đây, đây dây góc nè, dây góc mặt đó này kìa, thay đổi cái dây kìa, dây góc nữa mở ra hết trong để thấy kìa, coi được bên trong thay con. Rồi ok, hay đây là mặt bên trong các bạn, bên trong nó thì linh kiện nó úp lên trên này, để mình gỡ lên cho cái dưới xuống cũng được nè. Hiện tại linh kiện đang úp lên trên các bạn ha, đây đang đưa lên trên. Hiện tại chúng ta thấy được cái chân thôi, chân linh kiện và cái đường đi thôi, hệ linh kiện nó làm ở trên, sao gỡ được người ta. Đây đây đây, ok ok, xuống đường đó các bạn. Đây mình gỡ ra nè, đó. Đây đây là linh kiện của nó các bạn, thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt ha. Thì đầu tiên á, thì cái chân vào là điện 220 á, sẽ đưa vào đây, đưa vô hai cái đây, đưa vô hai cái đầu này ta mở lên nó sẽ chạm đây. Nói chung mạch này cũng giống như mạch sạc điện thoại các bạn, mạch cái mạch này thì nó cũng giống như mạch sạc điện thoại thôi, mà loại sạc điện thoại cù bắp đó nha, không phải sạc điện thoại xịn đâu. Thì cũng có một cái cuộn này, một cái tụ nè, điện trở diode nè, tụ nè, những con zener nè, zener để ghim điện xuống 4,8 V nè. Đây là zener để ghim điện xuống 4,8 V ha. Những con điện trở nè, đây là chan
Delphi đây là 13001 giống như những công trong sàn điện thoại vậy đó. Đây là con IC để so sánh điện áp. CL5654 rồi gì phải không? CL6504 ha. IC này CL6504, một vài con tụ lớn, một cái bóng led để hiển thị để báo vậy là xong. Mạch này cũng khá khá là đơn giản ha. Khá đơn giản, không có gì giờ cầu kỳ, nhưng mà dùng để sạc một cell á thì mình nghĩ là vẫn được. Nhưng mà cái thông số mà ra 1000 mA này cũng đáng khá là nghi ngờ ha. Cũng khá là nghi ngờ thông số này. Mình nghĩ nó ra khoảng 500 thôi, mình nghĩ mình đoán là vậy đó. Chứ không được tới 1000 đâu. Rồi, video này kết thúc. Bạn nào thấy cái này video này hay thì like subscribe mình. Bạn nào cần mua cái mạch này nè thì liên hệ mình ha. Thì nói chung là dùng để xài thì vẫn bình thường, vẫn ổn ha. Thì vì với cái tầm giá như này thì chúng ta sử dụng cái mạch sạc này là ổn rồi, không có gì phải là thắc mắc đâu, không có gì phải cao siêu cả, dùng vậy là được. Anh em cứ tưởng là mạch đơn giản sơ xài là gì không được, sai rồi. Hồi đó tới giờ chúng ta sử dụng mạch đơn giản rất là nhiều luôn á, chứ không phải là anh em thấy rồi anh em mới sợ là một điều sai lầm. Ví dụ như những cái mạch trong cái đèn pin chúng ta, đèn pin đội đầu á, thì đa số là những mạch đơn giản, nó hạ điện áp bằng tụ luôn á, nó đơn giản lắm. Mình mà vẫn dùng ok đúng không anh em, vẫn dùng ok đúng không đó anh em, cứ đừng có lo lắng về cái vụ mà mạch mà đơn giản nguy hiểm gì cả, vì chúng ta đó giờ chúng ta sử dụng mạch đơn giản rất là nhiều, anh em không biết thôi. Rồi, cảm ơn các bạn ha.